Rồi, xin chào mọi người, mình là Hồng Minh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái concept, một cái quầy bar của coffee, chuyên về coffee shop sẽ như thế nào. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ giới thiệu từng cái công năng và bộ phận của các của quầy bar nha. Bắt đầu tiên á là cái khu vực mà service cho khách hàng, thì trước tiên á là cái quầy bar này thì sẽ là quầy bar mở, có nghĩa rằng cái khu vực mà barista pha chế á, sẽ tiếp cận với lại khách hàng trực tiếp, thì như vậy nó sẽ giúp cho cái việc mà giao thoa giữa barista và khách hàng có sự connect với nhau. Thì những cái thông tin barista có thể chia sẻ cho khách hàng những cái thông tin về cà phê hoặc là hướng dẫn họ cái cách thưởng thức về cà phê, và khách hàng cũng sẽ có những cái thông tin gợi mở hơn khi mà họ muốn hỏi về những cái thông tin về cà phê. Rồi ví dụ đầu tiên là mình sẽ có con máy xay. Con máy xay này á, để mục đích á, là để mình xay những cái hạt cà phê thành bột cà phê. Thì đa phần á, tại vì sao chúng ta cần những con máy xay như vậy? Tại vì ở một cái quầy bar coffee shop á, quầy bar specialty coffee á, thì thường nó sẽ rất là nhiều cà phê, rất là nhiều hạt cà phê khác nhau. Ví dụ như ở quầy của mình hiện tại có 4 loại như là Colombia nè, Kenya nè, Ethiopia và Black Blend. Vì vậy mà mỗi một khách hàng order khác nhau thì mình mới xay và mình pha. Thì thường thì cà phê xay và pha liền á, thì đa phần á, cái vị cảm nhận nó sẽ tươi hơn. Rồi mình đi tiếp. Như mọi người thấy đây là một cái gọi là cái drip tray, nôm na là gọi là cái khay thoát nước á. Chúng ta có thể tận dụng nó làm khay thoát nước khi mà các barista họ pha những cái hand brew á, thì họ có thể vệ sinh trực tiếp và những thoát nước trực tiếp ở đây. Và nó còn có công năng đó là vệ sinh. Ví dụ như những cái cốc cà phê của mình dơ, hoặc là mình đang pha chế những cái dụng cụ dơ mà không cần phải dùng đến hóa chất ấy, thì mình có thể rửa trực tiếp ở đây. Đây như mọi người thấy, nó sẽ rất là tiện. Và cái bộ phận drip tray này mình nghĩ rằng rất là cần thiết cho một cái coffee shop, specialty coffee. Còn cái máy này là máy âm quầy, thì hiện tại thì bên mình cũng không sử dụng, từ vì mình không cần công suất nhiều như vậy. Rồi tiếp theo là máy xay bột cà phê espresso. Thì cái máy này á, là để bên mình chuyên pha phin. Ví dụ như khi mà khách hàng order cà phê phin á, thì bên mình sẽ xay trực tiếp ra, từ vì cái này nó có thời gian định lượng. Vì vậy mà các barista chỉ cần bấm vào đúng cái thời gian họ cần thì nó sẽ xay ra và họ pha trực tiếp cho khách hàng. Ở bên mình thì không có xay bột sẵn nha, từ vì mình muốn cho khách hàng trải nghiệm được những cái vị cà phê nó tươi nhất có thể. Rồi tiếp theo đó là hai con máy xay cà phê espresso, cũng là có chức năng tự động. Tại sao cần hai con? Tại vì bên mình là có hai flavor cho khách hàng lựa chọn, một cái là gu vừa và một cái gu đậm. Thì như mọi người biết rồi, gu đậm thì uống vô nó sẽ đậm đà hơn, gu vừa thì cái vị nó sẽ thơm hơn, nó chua nhẹ hơn, và nó kiểu cái vị nó nhẹ nhàng hơn. Rồi tiếp theo đó là con máy pha espresso, thì cái con này là của BFC Aviator. Con này là thuộc dòng cao cấp, nhưng mà cái quan trọng hơn vẫn là những cái con máy xay. Thì những cái con máy hiện đại như vậy thì nó giúp cho cái khai thác được cái chất lượng tách espresso nó ngon hơn một xíu, nhưng mà thật ra nó sẽ không nhiều và không có sự khác biệt quá lớn so với những cái con máy cơ bản. Tại vì nếu như mình làm cà phê, mình hiểu về nó, mình chắc chắn rằng mình sẽ có những cái cách làm sao đó cho cái tách cà phê của mình ngon nhất có thể. Rồi tiếp theo một cái mà mình nghĩ cần thiết trong một cái specialty coffee shop, đó là con máy nước nóng. Đây là cái bộ đun nước nóng liên tục. Vì vậy mà cái nhiệt độ nó sẽ cho phép mình chỉnh. Ở bên mình đang set up là nhiệt độ 92 độ. Mục đích chính là để mình dùng nước nóng này để pha trà, ngâm trà, để làm mấy cái trà trái cây. Thứ hai là quan trọng hơn, đó là cái việc mà sử dụng nước nóng này để mình làm space, mình pha chế những cái dạng cà phê hand brew. Còn một cái quan trọng mà mình muốn nói rằng đó là cái hệ thống lọc nước. Thứ nhất là hệ thống lọc cho cái máy pha thì bên mình là lọc 3 cấp. Lọc nước cho khách hàng sử dụng là lọc 4 lõi. Để chắc chắn rằng cái chất lượng nước có thể sử dụng thì mọi người có thể mua những cái dụng cụ đo TDS. Ở thị trường thì bán rất là nhiều. Khuyến nghị là khi mà sử dụng nước để uống thì TDS đâu đó nó dao động từ 30 đến 60, dưới 60. Còn đối với những cái máy pha cà phê espresso thì TDS nó khuyến nghị rằng dưới 120, từ 60 đến 120. Thì đó là những cái chất lượng mà mình đảm bảo được. Một cái quan trọng hơn đối với một cái specialty coffee shop thì mình nghĩ rằng là đá.
Ở đây thì quán mình có sử dụng hai nguồn đá. Một là nguồn đá mình order ngoài. Đây, chắc chắn là đá bi này nó cũng không có lạ gì đối với mọi người. Cái nguồn đá thứ hai á là làm trực tiếp từ máy làm đá. Này, thì mình sử dụng nguồn đá được lọc trực tiếp từ máy á, để phục vụ cho những cái tách cà phê của mình. Tại vì đơn giản rằng, rõ ràng rằng nếu như chúng ta làm trong nghề thì chúng ta sẽ biết rằng cái chất lượng đá của đá bi á, thì khi mà mình order như vậy á, thì cái quá trình họ làm là công nghiệp và cái tính axit rất là cao. Vì vậy mà cái chất lượng của nó chắc chắn một phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến những cái tách cà phê mà mình muốn service. Vì vậy mà đa phần bên mình sẽ dùng những cái đá bi này để phục vụ cho những loại trà trái cây hoặc là những cái đồ uống mà có cần đá. Còn đa phần 100% nếu mà khách hàng order cà phê thì bên mình sẽ service bằng cách bằng những cái loại đá từ máy làm đá, đá tinh khiết. Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về một cái quầy bar coffee shop, thì nó cần thiết những thiết bị dụng cụ gì. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Hãy like và đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Và ngoài ra nếu như mọi người có những cái câu hỏi nào liên quan tới cà phê có thể để lại trong phần bình luận. Hy vọng với vốn kiến thức khiêm tốn của mình thì mình có thể giúp cho mọi người giải đáp được những cái thắc mắc. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.